Không có khó khăn, chúng ta sẽ không thể trưởng thành được. Giống như một đứa trẻ khi mà chúng ta lớn lên vậy, mọi thứ đều rất là thuận buồm xuôi gió. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đứng vững giữa cuộc đời này khi mà giông bão ập đến được? Chúng ta cần phải có một sự rèn luyện. Cái gì mà nó có sự rèn luyện ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta cứng cáp hơn. Và mình nghĩ rằng là nếu như không có khó khăn ấy, thì nó cũng là một vấn đề đấy các bạn. Kiểu giống như chúng ta không cảm thấy bất cứ một cái gì là thách thức trong cuộc sống ấy, nó cũng là một vấn đề đó. Trừ khi các bạn cảm thấy thỏa mãn với tất cả những gì các bạn đang có, các bạn cảm thấy rất là yêu đời với một mức lương 5 triệu một tháng, các bạn cảm thấy như thế là ok, thì không vấn đề gì. Cố gắng hết sức để đạt được một điều gì đó thì mình thích cái hành trình đó lắm. Mình thích khi mà bản thân mình cố gắng và dành nhiều thời gian, dành nhiều sức lực cho một mục tiêu nào đó. Đó là khi mà mình thấy mình đẹp, mình thực sự thấy mình xinh đẹp lúc mình cố gắng. Kiểu cái năng lượng cố gắng hết sức để làm điều gì đó nó cuốn lắm. Nó khiến mình tự tin hơn và thấy là cuộc đời mình ý nghĩa. Vào tháng 9 năm nay, bạn sẽ đến được thành phố bạn muốn đến, bắt đầu một cuộc sống khác, gặp gỡ những người khác nhau. Tất nhiên sẽ xuất hiện một tình yêu ngọt ngào. Tất nhiên sẽ phải một mình bắt chuyến xe cuối cùng trong năm. Nhưng trước tiên, tôi mong bạn thực hiện lời hứa: kiên trì, nỗ lực, không phụ ơn dạy dỗ, không hổ thẹn bản thân. Chúc các bạn có được điểm số thắp sáng cả mùa hè rực rỡ như pháo hoa. Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ, suy nghĩ về con đường tôi đã đi, về những quyết định tôi đã thực hiện. Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và liệu có tốt hơn không? Vào một thời điểm nào đó, bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm, kể cả học tập và công việc, có lẽ trưởng thành. Nếu kỳ tích không chiếu cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích. Tớ biết, hiện tại việc học hành khiến cậu trở nên áp lực và mệt mỏi. Cậu không còn đủ sức nhìn rõ mọi thứ nữa. Thể chất, tinh thần và tương lai, mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Thế nhưng, mỗi người chúng mình lại có một con đường riêng để đi, và không ai có thể đi thay mình trên con đường ấy. Mong cậu nhất định đừng buông xuôi xuống, bởi vì cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ dừng lại ở đây. Lý do để từ bỏ thì rất nhiều, nhưng lý do để cố gắng thì chỉ có một: kiên cường hơn một chút, nỗ lực thêm một chút. Hãy luôn tin rằng mọi thứ tốt đẹp đều đang dần chậm đến. Miễn là bạn không bao giờ khuất phục trước thất bại, bạn sẽ có được vinh quang. Cuộc sống thì không thể hoàn hảo, từ giờ trở đi hãy là chính bạn. Khi mà mình cố gắng hết sức để đạt được một điều gì đó
thì mình thích cái hành trình đó lắm. Mình thích khi mà bản thân mình cố gắng và dành nhiều thời gian, dành nhiều sức lực cho một mục tiêu nào đó. Đó là khi mà mình thấy mình đẹp, mình thực sự thấy mình xinh đẹp lúc mình cố gắng. Kiểu cái năng lượng cố gắng hết sức để làm điều gì đó nó cuốn lắm. Nó khiến mình tự tin hơn và thấy là cuộc đời mình ý nghĩa ấy. Đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phủ nắng trong tay, gió sân phù mờ tương lai đang chờ. Tại sao bạn cố gắng? Tại sao phải cố gắng á? Đơn giản lắm. Vì mình muốn đi đến nơi mình thích, mua món đồ mình muốn mua. Cha mẹ và bản thân sẽ không bị coi thường.